Xin chào các bạn đến với hội thảo dành cho những người thành công trong cuộc sống. Hello, xin chào mọi người. Đây là chuyên mục Ai có hiểu Minh Tư. Yeah, mọi người có thấy mình không? Mình đã chìm vô trong cái sofa này. Mình là cái con miền Tây hot duy nhất ở cái văn phòng này và luôn bị kỳ thị ở trong đó. Mọi người nghĩ là mình có hiểu Minh Tư không? Chị Thư là một người dễ hiểu. Dễ hiểu. Nhưng mà mình nghĩ là mình chỉ hiểu chị Thư 30% thôi. 10%. Không. Đâu rảnh đâu hiểu ai trời. Chưa có người yêu nữa đó mà hiểu lo tìm người yêu chứ đó. Lo mà hiểu người ta. Hiểu hơn mấy người kia chút. Tôi chút rồi. 30%. 0%. Sương sương, hiểu sương sương. Chắc cỡ 40-50. Tên thật của Minh Thư. Trần Thị Minh Thư. Trần Thị Minh Thư tại vì mới chuyển tiền. Trần Thị Minh Thư. Trần Thị Minh Thư. Trần Thị Minh Thư. Mày nói trước tao. Ý là tên thật là Trần Thị Minh Thư, mọi người biết hết mà. Kim Ngưu, chắc chắn luôn. Kim Ngưu, Giang, chị Thư và mình chung cung. Với lại ai nữa ấy? Hình như là 3-4 người cơ. Phi. Thấy chưa? Trời ơi, đó là nhìn kìa. Lừa mày đấy. Tao đang đợi mày đặt tên tao đó, bạn có tên tao chứ. Rồi, Kim Ngưu, văn phòng này nhiều Kim Ngưu lắm. Kim Ngưu. Chung cung cái này á. Kim Ngưu tháng 4 phải không? 20 tháng 4 phải không? Kim Ngưu cùng với lại Châu Giang, giống Châu Giang là sinh tháng 5 mình tháng 4. Cuối năm 2017. Minh Thư vào sâu mình vài tháng, cho nên là khoảng độ một năm rưỡi. Một năm rưỡi. Bởi vì tao nhớ là tao vào chị Thư kêu là chị làm trước em một năm. Cái hồi Thư mới vô là gà đĩa lắm, gà hay ra cà phê xong kể má, trong văn phòng tao có con 95 ngon lắm mà nó hay gã tao lắm. Mà chắc Thư chưa biết đâu. Bình thường khi mà xem các clip mà mấy bạn nói về cái thời gian, mấy bạn rất là nhớ tháng nhớ năm, riêng chị không nhớ, chị chỉ nhớ được đâu khoảng tầm một năm đổ lại, một năm hơn vài tháng. Anh Hà đấy. Máy bay, bởi vì máy bay với Thư có mang những cái tính cách khá là giống nhau. Thì mình nghĩ là thích máy bay nhất, nhưng mà sẽ nói là thích Hà Lê nhất. Hà Lê đến Nam, FB Boy, BB Nation. Anh nghĩ là máy bay. Hà Lê, chắc chắn là Hà Lê rồi. Tôi biết chắc các bạn sẽ nói là Hà Lê, nhưng mà không. Tôi thích anh gà nhất. Tại sao thích gà là bởi vì mình là một đứa ăn rất là ít, và gà lúc nào cũng là một người mà gọi là ăn đồ ăn còn lại của mình, không phải là đồ ăn thừa đâu, tại vì mình với gà rất là thân. Dạo này anh thấy hay chơi Giang, anh nghĩ là Giang. À, chết mẹ, quên Hương Quýt, sao quên Hương Quýt được ta? Hương Quýt. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đôi bạn cùng tiếng, cho mỹ phẩm nhau mỗi ngày. Hương Quýt, bạn thân, tất nhiên rồi. Hương. Hương. À chị Hương, quên không quên. Sao mày cứ bắt chước tao thế? Hương Quýt. Cảm xúc ăn, tại bả làm hết chính, không ai dám giành vậy bà luôn. Tao nghĩ là cảm xúc ăn, bởi vì từ xa xưa khi mà bà mới bắt đầu làm cảm xúc ăn, bà bảo với tao là bà thích làm cảm xúc ăn. Đó là ngày xưa thôi, bây giờ là bị chửi dữ quá rồi, chị cũng không ăn gì rồi. Thư nói, từng nói Thư thích cho mọi người chơi game, chắc là cảm xúc ăn rồi. What? Cảm xúc ăn mà là hôm nay ăn gì? Đấy là bạn cho bạn. Mọi người chơi á, mọi người tham gia à. Chắc là cảm xúc anh, mình nghĩ là mọi người cũng sẽ trả lời là cảm xúc anh, nhưng mà mình mạnh dạn nói là ra rạp xem gì. Cảm xúc ăn. Hello, xin chào bạn, quay trở lại với cảm xúc ăn. Con bữa đầu tiên không được quay ra đạp xem gì rất là buồn, nhưng mà sau khi đó quay một thời gian thì không phải chán, chửi nhiều quá nó hết hết rồi. Các bạn có biết là mặc dù bớt là một câu chuyện buồn nhưng mà nó còn đỡ hơn hói. Thà bà bị tóc bết chứ bà không để tóc hói đâu, bởi vì tóc hói bà sẽ không xinh bằng tóc bết. Sao tao bị nghĩ tóc hói là cứ là anh Huy nhà mình nhỉ? Chắc chắn là bớt rồi. Trời ơi, bớt còn cứu vãn được tóc hói sao mà cứu được. Đương nhiên là sẽ chọn tóc bớt chứ không thể nào chọn tóc hói được. Nhưng mà nếu vừa bớt vừa hói không thì chị tệ lắm thôi. Bớt không mà. Không, hói phần này thôi. À, còn hai bên bớt. Các bạn có biết là error của mình và điện thoại của mình để nickname của mình là tóc bớt, để cho mình tự nhận cái tóc bớt của mình nó là cái hay ho chứ không phải là cái để các bạn chê mình tóc bớt. Lúc mà Hugo vào văn phòng á thì mình nói tất nhiên là bự rồi, bà luôn tự tin với vú của mình và kỳ thị vú Hugo. Trời ơi, ba tự hào lắm. Ừ, lúc nào gặp tao nha, trời ơi chị có vú bự hơn em có vú bự không? Không, cái đó là đúng. Cái đó là đúng. Cả cái văn phòng này không một ai vú lép, tự nhiên tiện có Hugo vô vú lép chênh lệch đội hình đó, bà nói vậy đó. Mà buồn mà 3 ngày. Thư lúc nào cũng khoe trong văn phòng là hư bự, hàng con ngon vú bự. Trời ơi, suốt ngày chửi con Hugo. Lúc mà Hugo vào văn phòng á thì mình nói với mọi người là trời ơi, văn phòng Sài Gòn ai cũng vú bự hết, tuyển con Hugo vô vú lép rồi làm sao mà chơi chung được đây. Bự lép như Hugo hà chơi bự. Captain là cái người đích Mỹ đúng không? Captain. Còn nếu mà chị trả lời là Iron Man á thì chị coi lại, chị bữa chị nói là chị không biết Iron Man là ai luôn, đến cuối phim ổng nói Iron Man. À, đến với Iron Man nè đó. Với cái kinh nghiệm mà quan sát của mình thì là mình nghĩ là sẽ là Captain, tại vì bả mê chơi đẹp lắm, bả không có mê chơi giàu. Iron Man. Captain. Iron Man. Tao chắc chắn là Captain nhá. Captain.
Captain là cái người đích Mỹ đúng không? Iron Man, tại vì người ta lớn tuổi rồi mà người ta vẫn rất là đẹp trai. Các bạn thử nghĩ đi, các bạn tính đường dài đi. Bây giờ Captain tới, Captain mà tới đường dài tới bằng tuổi Iron Man thì Captain còn đẹp được như vậy hay không? Trong khi bây giờ Iron Man đang rất là đẹp. Đen vô là Binz. Yeah. Đen. Chắc là đen vô, tại vì Binz cũng với không tới á. Ừ, cả hai không với tới luôn mọi người ơi, buồn. Không biết là có thích hay không nhưng mà mỗi lần văn phòng này rap theo Đen vô là cũng đuống theo. Nhưng mà thích nhất vẫn là đừng có đụng thằng nghĩa của tao. Đen vô, đen. Sao khó vậy? Hòa Binz hả? Hòa Binz hả? Binz là rapper. Thế thì là Đen vô đó. Yeah. It's Đen vô. One more time lộn xộn. Yeah. Hôm nay trời không nắng, hôm nay trời không mưa, anh đang ngồi online, em đang ngồi online. 1, 2, 3, mặn. Tại vì tao thấy thường Thư đi mua đồ ăn về toàn mua đồ mặn không mà. Không, mà ngày nào cũng trà tắc không mọi người. Trà tắc nó mặn mà. Trà tắc mặn á. Đồ mặn, bà rất là thích ăn đồ nướng. Bà kén anh lắm, chả thấy bà thích đồ ăn, ăn cái gì luôn á. Nhưng mà thường thì đưa đồ ngọt thì lại không ăn. Cho nên là chắc là đồ mặn thì vẫn thích hơn một chút. Mấy lần ta đem kẹo lên văn phòng bà không ăn mày ạ. Không ăn à? Chắc là đồ mặn. Bữa bà vừa cho bọn ta ăn cu heo, chắc bà thích ăn cu heo. Chắc chính là đồ mặn. Không, đồ mặn có thịt, đồ ngọt không có thịt. Trời ơi, biết ai cũng trả lời. Trà sữa Phúc Long. Đặc biệt là Phúc Long gọi mỗi ngày, ngày nào cũng gọi. Chắc chắn là trà sữa rồi, ngày nào mà không một ly. Thì về lâu về dài thế nào cũng bị thổi thần. Trà sữa, trời đất ơi, đại sứ Phúc Long đấy, trà sữa. Mà là fan Phúc Long. Trời ơi, biết ai cũng trả lời trà sữa luôn, mà đúng là trà sữa mà. Chị với Hương đã rất là nhiều lần. Đẹp trai, nói rồi, đẹp trai. Trời ơi, bà mê trai lắm. Kiểu này mốt vàng tới chắc đi nuôi quá. Làm máy bay mà đi chắc đi nuôi trai quá chứ không biết làm cái gì luôn á. Đẹp trai, chắc là đẹp trai. Chắc đẹp trai nhỉ. Đẹp trai. Giàu, chắc chắn là giàu rồi. Giàu. Chị Thư kêu là 20 triệu không có cửu vậy thôi. Chị với Hương đã rất là nhiều lần tâm sự với nhau là tao biết là tụi mình cũng định hướng tương lai, tụi mình cũng phải quen kiểu cũng có tiền, có xe. Nhưng mà vẫn bị cái bệnh mê trai các bạn hả? Đẹp trai là được. Thật sự ra Giang là một người rất là tốt. Mặc dù tôi nói là tôi thích chị Minh Thư nhưng mà chắc chị Minh Thư vẫn thích anh Hà hơn. Chắc chắn mà Hà rồi, nghĩ sao Giang vậy? Nó là mê trai mà. Chọn con Giang được buông que chi đâu. Hà. Tại vì nó vừa mới đập con Giang gãy tay mà. Má tội ba đúng không mọi người? Đúng rồi. Bật trước mình hỏi anh Giang là chọn chị Thư hay là Hà? Giang chọn chị Thư á. Nên nhiều khi là chị Thư sẽ có qua có loại mới toại lòng nhau đúng không? Nên chị Thư sẽ chọn anh Giang. Chứ thực ra trong thâm tâm là chọn anh Hà. Thật sự ra Giang là một người rất là tốt. Một người em mà gọi là lúc nào buồn Giang cũng sẽ bên cạnh bạn. Và chỉ cần bạn gọi là Giang sẽ trả lời. Nhưng mà Hà rất là đẹp trai. Chị xin lỗi em. Chọn. Sau cái chuyến drama đi Đà Lạt thì Giang tự hiểu là chị và anh Hà đã lạc trước. Và trong thời gian lạc thì cũng xong rồi. Và dù Giang có như thế nào thì Giang cũng chỉ là người đến sau thôi. Câu này mới thêm chứ gì. Câu này mày mới thêm. Hương, để Hương dùng mỹ phẩm. Hà không cho gì hết, cho sự đau khổ thôi. Có Hương bên cạnh thì nó vẫn an toàn và nó yên tâm hơn. Có nhà ở nè, có mỹ phẩm xài nè. Có nhiều thứ khác mà Hà không có mang tới được. Hương. Nhưng mà thôi, tôi mạnh dạn trả lời khác người là thích Hà. Hương, đặt chắn rồi. Hương, đúng rồi Hương. Câu này mới thêm chứ gì. Câu này mày mới thêm. Hương rất tốt. Hương cho mỹ phẩm cũng rất là xịn. Hương không tính toán với bạn bè. Nhưng Hà cũng rất là đẹp trai. Hà có thể mua cho chị mỹ phẩm khác. Xin lỗi Hương. Mỹ phẩm hay người yêu? Chắc là người yêu. Tại vì có người yêu mình, người yêu mua cho mình mỹ phẩm. Người yêu. Chắc người yêu, tại người yêu sẽ mua mỹ phẩm. Chứ mỹ phẩm đâu có đem người yêu lại. Ừ không. Không có ba, mỹ phẩm. Đúng rồi, mỹ phẩm mới đem người yêu lại, xong rồi người yêu sẽ đem lại mỹ phẩm. Má, một dòng tuần hoàn. Chọn người yêu bởi vì chị Thư sẽ kêu ôi mặt một chị đẹp rồi, chị không cần mỹ phẩm nữa, chị sẽ chọn người yêu. Không, tao nghĩ là ba sẽ chọn mỹ phẩm bởi vì có mỹ phẩm thì mặt ba đẹp. Và có mặt đẹp thì ba sẽ giữ được người yêu. Mỹ phẩm. Tại vì mình có mỹ phẩm mình đẹp thì mình sẽ cua được nhiều thằng người yêu khác. Còn nếu như mà mình có thằng người yêu không mua mỹ phẩm, mình sẽ không bao giờ đẹp. Chắc là 10 giờ được. Sao 10? Tao ra là 50. Nói chung chuẩn trên cái expect tao là 30 rồi. 20%. Mình kiểu kệ, không quan tâm tới sự đời lắm. Như cũ chắc cỡ 50. Chắc 60. 55. 55. Sao lúc nào mày cũng chưa hao tao vậy? Thì tao 55 mày 60. Chị nghĩ là Hà, Giang dù vẫn tình địch với nhau mà cũng ăn chơi Đà Lạt với nhau chắc hiểu nhau. Clip này mình cảm thấy không phải là một cái clip mà hỏi về mình, mà là cái clip đá xéo và làm rạn nứt tình cảm của mình với mọi người trong văn phòng. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người chắc cũng sẽ đoán được về cái mức độ mê trai đẹp của mình, nên mọi người sẽ thông cảm cho mình. Và các bạn muốn là số tiếp theo Châu Giang sẽ làm hỏi về ai và tìm hiểu kỹ hơn về người nào thì hãy nhớ là để lại bình luận cho tụi mình ở phần bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye. À mà Chi này, Cụi nè, Giang nè,
và mình đã làm xong rồi. Nếu mà bạn nào chưa muốn biết hãy lật lại clip cũ để xem nhé.